Chính thức, Man City đón tân binh thứ tư, giá 53 triệu bảng. Qua trang web chính thức, Man City xác nhận họ đã hoàn tất vụ chuyển nhượng Matthias Nun từ Úc. Cầu thủ 25 tuổi này sẽ gia nhập Man City với mức phí khoảng 53 triệu bảng và ký hợp đồng có thời hạn 5 năm, giữ anh ở lại sân vận động STH cho đến mùa hè năm 2028 tuyển thủ Bồ Đào Nha chỉ trải qua một mùa giải ở Molineux sau khi đến đây với mức giá kỷ lục của câu lạc bộ là 38 triệu bảng từ Sporting Lisbon vào tháng 8 năm ngoái. Matthias Nun sẽ trở thành bản hợp đồng thứ tư của Man City trong mùa hè 2023, sau Mateo Kovacic, Josko Gvardiol và Jeremy Doku. Nun chia sẻ khi trở thành học trò của Pep Guardiola, tôi rất vui khi được gia nhập Man City, nhà vô địch châu Âu và là một câu lạc bộ mà tôi ngưỡng mộ từ lâu cơ hội làm việc dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola, một trong những huấn luyện viên vĩ đại nhất từ trước đến nay và bên cạnh một số cầu thủ giỏi nhất thế giới là điều mà tôi không thể từ chối. Tôi đã học được rất nhiều điều trong mùa giải của mình tại Ucup và tôi rất vui mừng được tiếp tục cải thiện ở Premier League, giải đấu mang lại những điều tốt nhất cho tôi. Tôi thực sự rất hào hứng khi được ra sân, gặp gỡ người hâm mộ và hy vọng sẽ góp phần tạo nên nhiều thành công hơn nữa tại City. Trong một thỏa thuận riêng Tommy Doyle đã rời Man City để gia nhập Wolves theo dạng cho mượn. Có một lựa chọn trong thỏa thuận cho phép bầy sói mua đất đoi với giá 5 triệu bảng vào cuối mùa giải.